thử làm món trứng hấp bằng lò vi sóng hay chưa? Nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản, bao gồm nửa củ cà rốt sắc hạt lựu, một ít đậu que sắc mỏng, hai quả trứng gà, 15ml sữa tươi không đường, một ít bột nêm và tiêu. Cho tất cả nguyên liệu vào tô rồi dùng nĩa đánh bông lên. Sau đó bỏ vào lò vi sóng quay trong 3 phút, hoặc cho đến khi quan sát thấy trứng không còn phồng lên nữa là được. Như vậy là món trứng hấp của chúng ta đã hoàn thành rồi.